theo như cái hình các bạn thấy đang trên màn hình đó, thì theo các bạn đoán xem nó đang bị như thế nào mà nó bị như vậy vậy? Rồi, chắc chắn là trong vòng 5 giây mọi người sẽ đoán ngay là bị vỡ màn hình do các tác động vật lý từ bên ngoài đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi, màn hình nó đã vỡ từ cái góc mà nó vỡ ra bên ngoài. Và mình cũng đã đặt cái câu hỏi này trên một cái group điện tử của anh em, thì tất cả anh em luôn đều bảo rằng đây là do va đập thôi, và do tác động vật lý nên vỡ màn thôi, không có vấn đề gì ha. Tất cả anh em đều nói như vậy luôn á, điều đó là do tác động vật lý nên nó đã vỡ màn. Ok, và một câu chuyện là khách này đã mua hàng bên mình, là nhận hàng từ ngày 2 tháng 6 ha, và đã sử dụng được tới hôm nay 27 tháng 7 là gần được 2 tháng rồi. Gần được 2 tháng rồi khách này mới gửi cho mình một cái tấm ảnh và nói là đồng hồ nó tự bị hư như vậy các bạn. Nó tự bị hư như thế này à. Không thể nào mà nó tự bị hư rồi là như vậy được các bạn ạ. À, đúng không? Không thể nào tự hư một cách bể mà tự gốc ra như vậy được. Mình mới nói là cái này là do vỡ màn hình, mà do va đập hoặc là rơi rớt nó cấn nó bể thôi. Thì ông này ông nói là không có vỡ, nó còn nguyên. Sao nguyên được, cái màn hình nó như vậy mà sao còn nguyên được các bạn ha. Mình đã cố gắng giải thích lắm rồi nhưng mà khách này vẫn nói là mình bán hàng lừa đảo. Oh my god, các bạn mua hàng về các bạn làm rơi rớt đó là lỗi của các bạn. Mình sẽ không bảo hành trường hợp này được đâu các bạn. Thậm chí các bạn mua những cửa hàng khác thì cũng như thế thôi, không chả ai bảo hành vấn đề các bạn làm rơi rớt lỗi cho các bạn mà. Sao các bạn lại bắt người ta bảo hành được đúng không? Trừ khi là các bạn mua điện thoại mà có cái gói mà bảo hành rơi vỡ đó, thì lúc đó người ta mới bảo hành cho bạn thôi. Khi mà mua điện thoại thường bây giờ hồi đó không có, bây giờ có cái bảo hành rơi vỡ rồi chống nước rồi đó, thì cái đó thì người ta sẽ bảo hành. Còn mình đi bán đồ hồ điện bình thường thì không có bảo hành vụ mà rơi vỡ là do người dùng nha. Nha, mình đã cố gắng giải thích lắm rồi mà khách vẫn nói là nó tự hư. Sao mà tự hư được, vấn đề đó không có nào tự hư được các bạn. Nó phải có cái tác động vật lý rơi rớt hoặc là cấn gì đó nó mới bể như thế ha. Và cái chiếc đồng hồ trong hình đó là cái Anen A3007 này nè. Thì cái này thì mình thấy sử dụng rất là bình thường, không có vấn đề gì đi. Mà ông khách ông làm tác động vật lý nó bể thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Thì ông hỏi là tại sao cái vỏ bên ngoài nè nó vẫn còn nguyên nè, nó có bể gì đâu mà sao màn hình bên trong nó bể. Thì vấn đề dụ anh làm anh đập như vậy, vỏ bên ngoài nó dẻo nó vẫn còn chịu được được, màn hình bên trong là cái gì? Màn hình bên trong là cái nhược điểm của nó mới được bảo vệ bởi cái vỏ bên ngoài đúng không? Nhiều khi chúng ta chạy xe ngoài đường á, chúng ta đội cái mũ bảo hiểm trên đầu, chúng ta chạy xe ngoài đường, nhiều khi á chúng ta bị té xe, cái mũ bảo hiểm của chúng ta nó vẫn còn nguyên nhưng mà cái đầu bên ta trong nó có vấn đề rồi đó, tác động tới lực cái bên trong cái đầu của ta đó ha. Cũng tương tự vậy, cái vỏ bên ngoài có thể nó vẫn còn nguyên nhưng mà bên trong cái màn hình á, cái là cái điểm yếu của nó có thể nó đã bị tác động rồi thì nó sẽ bị hư thôi ha. Cũng tương tự như vậy, mình giải thích rất là dễ hiểu nhưng mà khách hàng vẫn không đồng ý ha. Vẫn vậy thì mình xin lỗi, mình không có nào bảo hành được, ai cũng như vậy, mình bảo hành chắc lỗ thua lỗ luôn các bạn ha, không có nào bảo hành gì đó được. Có nhiều anh em nói với mình là hãy gọi là cãi lại đi và giải thích cho khách hiểu đi, thì mình đã giải thích một cách rất là bình tĩnh rồi nhưng mà khách hàng vẫn không chịu hiểu thì thôi, rồi mình sẽ không trả lời nữa, tại vì người ta đang chửi mình trả lời làm chi. Trong Nho giáo hồi xưa ta có một câu là vô vi nhi vô bất vi, nghĩa là chúng ta không làm gì hết thì nó lại là một cách tốt nhất, không làm gì là một cách như là tốt nhất ha. Thì mình sẽ theo cách đó thôi, nói chung là khách hàng đã không nghe mình nói rồi thì mình nói gì nữa thì cũng vậy thôi ha. Ok, và video này thì mình mong các bạn là sau này chúng ta sử dụng chúng ta hãy cẩn thận, đừng cho nó rơi rớt hay cái gì thì nó sẽ làm vỡ thì sẽ không bảo hành được đâu nha các bạn ha. Đó ở bên mình chắc chắn là vậy, thậm chí các bạn mua chỗ khác thì nó cũng vậy thôi, chả ai bảo hành cho các bạn cái việc mà rơi rớt bể vỡ đâu ha, đối với đồng hồ đo điện. Ok, video mình tới đây kết thúc. Bạn nào thấy có vấn đề gì cứ hệ số điện thoại trên của mình. Nếu muốn mua đồng hồ này, giá này là 270.000, có pin dây đầy đủ, bảo hành là 6 tháng, không bảo hành rơi vỡ nha, rơi vỡ thì tự chịu. Bảo hành 6 tháng nếu có lỗi từ đồng hồ thì có tem bảo hành ở đây. Ok.